Em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em đã có một cặp bánh carbon để gửi đến các bác tham khảo đây. Cặp bánh này của em thương hiệu Rovan. Dòng này là dòng Rovan CLX40 các bác nhé. Một cặp bánh rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Bensoline của Mỹ. Đấy, sau đây đi vào chi tiết cái cặp bánh này. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998. Zalo là 0983525862. Cái bánh này thì nó có ti bật zin nguyên bản các bác nhé, ti của Rovan luôn, một cặp bánh Rovan CLX40 Jupiter các bác nhé. Cái bánh này của em carbon này, bản của nó là cao khoảng 4 cm, cao 4 cm các bác nhé. Bánh sử dụng vỏ ruột rời. Cặp bánh hôm nay em bán cho các bác ấy thì sẽ có tặng kèm một cái cặp lốp Mavic. Cặp lốp này của Pháp các bác nhé. 700x25C. Đó. Đây. 700x25C. Đó. Và cái cặp bánh này ấy, thì nó sử dụng cối là cối 11. Đấy. Dùng được cho những cái bộ group của Shimano và Sarang. 10 và 11 đấy, là sử dụng được cho cái cối này các bác nhé. Cái bánh này thì thực tế thì người ta sử dụng rất chi là ít đấy, cối 11 các bác này đấy. Bánh sử dụng rất ít các bác nhé, các bác nhìn cái cối của nó này đấy. Đấy. Cái chỗ G này của nó còn đang phẳng lì luôn, hầu như là chưa có dấu vết các bác nhé. Những cặp bánh sử dụng nhiều rồi thì cái G này nó sẽ gờ gờ lên một chút, tại khi mình chạy clip nó mắc vào đây. Đấy, nó tạo thành cái gờ, nhưng cái thằng này thì nó còn hầu như là phẳng lì luôn, chưa thấy có dấu vết gì nhiều các bác nhé. Đấy, bánh chạy rất ít. Đây các bác này, cái má của nó rất là mới. Cặp này nó lướt rồi nên là cái carbon của nó thì nó cũng sẽ có những cái vết xước các bác nhé. Hàng chính hãng Rovan thì nó quá là nổi tiếng rồi. Đấy, các bác đang chơi những chiếc xe Bensoline thì thường thường là hay tìm cái dòng Rovan. Đấy, Rovan. Đấy, để gắn vào cái Bensoline thì nó sẽ hợp. Hoặc là check thì các bác cứ thích đi với lại Bonsager kiểu kiểu như thế. Một cái bánh lướt sử dụng rất ít và cái phần carbon của nó đẹp. Đấy, bánh không có lỗi lầm gì các bác nhé. Và đặc biệt cái thì cái thằng CLX ấy, thì cái bạc đạn của nó là bạc đạn ceramic các bác nhé. Rovan bạc đạn ceramic đó. Đây là cái mặt bên trái của cái cặp bánh đằng sau. Lốp 700x25C. Chỗ này nó có một chút đây, một chút cái vết xước các bác nhé. CLX40. Má rất đẹp. Bạc đạn ceramic. Cái cặp cái dòng Rovan này ấy, thì nó còn một đời nữa các bác nhé. Một đời nữa là Rovan CL40. CL40 thì nó sử dụng bạc đạn thường thôi. Đấy thì giá thị trường nó tầm được khoảng, nếu mà một cặp bánh CL40 mà đẹp, đẹp đẹp cỡ như này này thì giá thị trường tầm được khoảng 20 triệu. Đấy. Mà hôm nay em bán cho các bác cặp bánh này là cặp bánh CLX40, nó chạy bạc đạn ceramic. Đấy, và có cả xăm lốp luôn các bác nhé. Đấy, cặp này thì nó sử dụng vỏ ruột rời. Lốp Mavic còn rất chi là mới các bác nhé. Đây là cái bánh trước của nó này. Cái này thì nó có một chút cái vết kiểu em để xong là ruồi cái gì nó ị vào đấy các bác này. Đấy, màu trắng đấy. Đó. Cái má của nó đây. CLX40. Chỗ này thì đấy, cái này là cái vết bẩn thôi. Vết bẩn thôi. Má này rất là mới các bác nhé. Bạc đạn rất là mượt. Ceramic thì chắc chắn là nó sẽ rất mượt rồi. Cái đằng trước này em nhìn nó như kiểu là bằng carbon các bạn. CLX40 ceramic.
chung là nó cũng sẽ có những cái vết xước nhẹ nhẹ. Chỗ này thì nó có một cái vết bẩn đây, em còn chưa có lau chùi gì đâu. Cái này mình bôi cà na vào, mình đánh sạch đi cái là nhìn nó sẽ đẹp thôi. Cái này nó mới về nên là chưa có lau chùi gì cả. Bạc đạn ceramic rất là trớn các bạn nhé. Cái miếng này là cái miếng chống rung các bạn nhé, chống rung van đây này. Đấy, chống rung van. Đấy, bác nào mà đang sử dụng những cái cặp bánh vỏ dán ấy mà các bác chạy mà có cái cảm giác là nó có cái tiếng kêu nó phát ra ở bánh ấy, mà bạc đạn này không có vấn đề gì ấy, thì các bác kiểm tra cái này này, kiểm tra cái chân van này các bác nhé. Đấy, nhiều khi là nó không có cái miếng chống rung nó dán vào đây ấy, là khi các bác chạy lấy cái ra cái van này này, chân van này này, đấy, nó va vào thân bánh này, nó sẽ phát ra cái tiếng kêu các bác nhé. Đấy, mình kiếm cái gì đấy, kiếm băng dính với chiếc này đấy, mình dán nó vào như thế này các bác này. Đấy, này là nó chống rung là nó sẽ hết bị kêu các bác nhé. Rồi, một cặp bánh Rovan CLX40 chạy ceramic. Bản này 4 sen. Chung là em gắn lên xe nhìn rất là đẹp, kể cả em gắn vào cái con xe Bensolite Venger. Venger thì nó là bản to, bản nó như kiểu là của dòng Czech Maroney các bác. Đấy, nhìn nó vẫn rất là cân đối và đẹp. Cặp này chạy lướt các bác nhé. CLX thì nó rất là lướt và mượt. Giá cặp này thì em để cho các bác rất là chi là hợp tình hợp lý, chung là rẻ ngang với lại một cặp CL40 thôi các bác nhé. Đấy, cặp này thì em để các bác là 21 triệu đấy, tặng xăm lốp. Đấy, nguyên cái combo xăm lốp là nó cũng đã rơi vào tiền triệu rồi các bác ơi. Đấy, tính ra thì có khi còn rẻ hơn cả CL40 các bác. Và bánh này chạy rất ít các bác nhé. Bạn nào có nhu cầu sử dụng cặp bánh này thì liên hệ với em một số điện thoại là 0936525998, Zalo là 0983525862. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.